Từ từ anh Hùng dứt cái trái ngay anh đó. Chụp không? Ơi, chụp không được đâu, có bao tay. Không lấy bao tay giùm tôi luôn, trời ơi ông thần ơi. Trái này khoảng 3 kg. Chừng nó dép tên anh Hùng. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lần đầu tiên thì Hoàng Oanh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta về Willow Farm dành cho những quý bà con chúng ta lần đầu tiên biết về siêu thị cây giống Willow Farm ạ. Thì Hoàng Oanh đến từ đại diện cho Willow Farm chuyên về sản xuất giống cây trồng kinh tế cao, có giá trị kinh tế cao, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật tận vườn. Và ngày hôm nay thì Hoàng Oanh cùng với anh Hùng đang đi cắt một cái vườn sầu riêng Mosakin, và cũng rất nhiều quý bà con nói là chưa có biết về đặc tính của sầu riêng Mosakin và cái cách chúng ta cắt làm sao nhỏ gõ cho có âm thanh như thế nào là già. Thì anh Hùng cũng là một trong những cái người anh cũng đã rất là từng trải và có nhiều kinh nghiệm, đã cắt cũng khá là nhiều sầu riêng ri, sầu riêng Thái rồi anh Hùng. Thì đối với Mosakin thì bên phía Willow Farm cũng đã ăn tới đây là mùa này là mùa thứ tư rồi, nên là bên Willow Farm có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà cắt cái chúng ta nghe cái âm thanh bỗng trầm như thế nào để đảm bảo là cây sầu riêng, trái sầu riêng Mosakin của chúng ta đủ ngay. Tuy nhiên để mà chúng ta nói sao ta, để chúng ta chủ động hơn nữa thì cái thời gian chín từ cái lúc đậu trái cho tới lúc cắt già của Mosakin nó sẽ bằng với sầu riêng ri sáu. Nó ở rao tầm khoảng 100 tới 105 ngày, nên khi bắt đầu mà chúng ta dứt cái thụ phấn cơ đầu và chúng ta thấy là bắt đầu có đậu trái rồi thì bà con chúng ta nên ghi lại nó tại cái ngày để chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc đó, và chúng ta cũng có thể chủ động hơn trong việc kêu lái vào chúng ta thăm vườn và trả giá đồ này kia ha. Rồi, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Nay chia sẻ với quý bà con giùm em cái âm thanh bỗng trầm thế nào, vang dội trong cuộc sống như thế nào để chúng ta biết trái sầu riêng của chúng ta già sống ha. Già với sống, cây sầu riêng thì phải luôn sống, không sống nữa chắc bà chủ này phải bóp cổ anh chết. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách mà để mình gõ phân biệt sầu riêng nó già chưa già ha. Thì đây là cái tiếng của trái sầu riêng nó đã già, còn đây là cái tiếng của sầu riêng nó chưa. Tại vì khi mà già thì mình gõ vô mình nghe cái tiếng nó bộp, nó bỗng. Còn nó chưa già thì gõ vô thì cái dao tay cũng là nó cứng, nó không có tiếng. Vậy là nó sẽ phải phụ thuộc vào âm thanh trầm bỗng đúng không? Khi mà già thì bắt đầu là nghe cái tiếng nó bỗng hơn xíu, nó vang vang hơn xíu. Còn đối với thằng chưa già thì mình sẽ thấy nó hơi nặng tay chút đúng không? Vậy anh gõ qua cái trái bên này giùm em chung một cái. Hơi giữa giữa đúng không? Hơi giữa giữa, này nhẹ tay hơn này. Giờ thằng nó nặng tay hơn này nên giờ cắt này trước để thằng này củ hai. Ok. Rồi, cắt sầu riêng chúng ta cắt bằng dao Thái Lan giúp giùm Hoàng Anh nha. Rồi gia đình bỏ vô trong cái giỏ giùm Hoàng Anh luôn nha bà con ơi. Trong quá trình mà khi mà nuôi cái trái sầu riêng Mosakin thì mình có cần phải lưu ý chuyện gì không nè chú? Đây, để con chú sắp vô giùm con đi. Này, gia đình cũng rất là kỹ luôn nha, là chơi luôn cả cái thằng xốp. Đây bà con có thể thấy đây là sầu riêng Mosakin gai xanh, và ở dưới đít nó có hình ngôi sao 5 cánh nha bà con. Bà con đón cái trái này chắc cũng tầm khoảng 2,8 kg. Trái này cũng nặng á chú, trái này nặng á. Này chú lấy hai tay đi để đào tay chú á. Đây. À dạ, dính cái đầu rồi bà con ơi. Gấp bổng. Chị ấy chỉ có kinh nghiệm đi vườn thường xuyên nên là bả chơi luôn cái nón bảo hiểm rất là dữ dằn. Hôm bữa em đi vườn thị sáu kia em cũng đeo cái nón bảo hiểm mà biết nay sao em quên. Em quên mất. Sáng đi gấp quá em quên. Sáng là cô biết 6 giờ con đã đi rồi đó cô. Trái này chắc cỡ 3 kg á. Ngon. Sầu riêng Mosakin nha bà con nha, được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng, xuất xứ từ đất nước Malaysia. Thôi đau gối thì đi vô đi, điện thoại con ấy cho, điện thoại con khiêng cho. Mấy cái này nó thiếu lá, nó màu lên lâu lâu lên cơm. Một số cây lá cũng không còn được đẹp lắm. Thì chắc cứ sao, giao sao cỡ 7 ngày không?
10 ngàn. Kìa, đó. Em khiêng đi chứ để cô khiêng, cô bị đau gối, cô khiêng cái đuối luôn ạ. Có hai trái trên cao nữa kìa. À, hai trái đó quả mai. Ồ, với cái đó là thấp mà. Từ từ nghe anh Hùng dứt cái trái ngay anh đó. Chụp không? Rồi, chụp không được đâu, có bao tay. Không lấy bao tay giùm tôi luôn, trời ơi ông thần ơi. Trái này khoảng 3 kg. Chừng nó dép ta nghe anh Hùng. Đây anh Nghi quay trái này cho bà con coi ở dưới tận cảnh đi anh Nghi. Trên cao thì kia bà con không thấy nè. Anh Hùng nha, anh Hùng gõ lại cho bà con nghe. Đó. Tiếng bọp nè. Bọp nha bà con nha. 105 ngày. Từ cái lúc thụ phấn là 105 ngày nha. Rất tuyệt vời là chúng ta phải ghi. Nói chung là không ghi là không được. Làm vườn rồi mấy cái thời điểm như phun thuốc rồi này kia mình ghi thôi. Nhiều khi mình nhậu quá mình quên á. Chắc phải lo trời mưa, quên. Sợ trời mưa. Lo sợ thời tiết kia còn quên nhà lúc xấu. Cứng, khúc này còn cứng quá. Này ra sao phải không cô? Không rõ. Cây kia ngon kìa. Nhìn cái màu đó là. Mình khi mình vô dao rồi á là nó mau già lắm. Nên sao nó mau già anh Hùng? Có cắt rồi. Có cắt rồi á. Giống như mình cắt tóc vậy hả? Cắt nhấp nhấp vậy cái nó ra tóc dài hơn hả? Nghe nhanh nghe giờ bữa mình tự mình đi cắt. Ông Hùng đi tiếng khác mình đi tiếng khác. Cái đó cỡ 2 kg không anh Hùng? Cỡ đó hơn. Ủa ngoài đó có cái cân luôn chưa Quỳnh? Chưa có nữa. Đầu cái gia đình chuẩn bị. Đúng rồi. Cây này nhiều nè. Cây già nhiều nè. Làm gấp quá, không kịp chuẩn bị kịp giấy tay nè. Trời ơi em còn đi mua cái giường kia 3 tấn mấy nữa kìa ông thần. Cái này chín nó già luôn không Quỳnh? Dạ. Vậy là nó già già một đùm luôn. Ở dưới đó luôn đó. Đầm đó luôn đó. Trái đó chắc già. Hôm qua chín luôn á. Thường thường mấy trái đầu nhánh nó chín sớm hơn. Kia nãy giờ chị cũng thử kìa. Đó chị cũng... Ủa chị thử ri với Thái nhiều rồi mà. Người ta cắt không à, mình đi nhìn. Vậy hả? Dạ. Cái thằng mua sân kia này nghe cái tiếng nó không có giống như mấy thằng kia đâu nghe. Cái đầu gan. Nó khỏe hơn nè. Cái da mỏng nó khỏi nhẹ hơn nó nghe được. Vậy hả? Mạnh quá nó hư da. Có mạnh quá không phải hư da đâu mà mạnh nó nghe được tiếng. Thành Thái phải mạnh tay. Từ từ hơn. Cái đầu anh nè. Này nó không nhẹ nữa. Cũng biết bao nhiêu tái. Thôi để vừa vừa thôi để hồi con thấy Vinh không nổi đó nha. Có cây nè. Có cây đi kia chứ gì. Cái tụng nãy đâu rồi? Đưa cái tụng kia con. Trời ơi cây đó không biết gãy không nữa. Cái tụng giống mà. Cái này gãy giống mà. Giống. Mẹ bị khỉ vậy ta. Này đi cắt cái sầu riêng sáu hũ kìa mới vui. Cắt một lần một bầy một nùi. Sầu riêng sáu hũ kia nó ngon như cái này không? À, cũng ngon chị nhưng mà hột nó không mỏng, hột nó không nhỏ thôi nhưng mà ngon à. Sáu hũ cũng ngon. Như em kia nói là nó ngon hơn cái thằng này chứ. Tùy á, tùy vườn xử lý á. Ừ. Thằng này thằng tơ dĩ nhiên trái nó không bằng sáu hũ đối với cây già rồi. Cây sáu hũ của mình giờ cây trẻ nhất của nó cũng phải 10 mấy năm rồi. Cây mà em đang biết là nó tới 3 mấy năm rồi. Bà con chúng ta đang xem video cắt sầu riêng Musakin tại vườn nha bà con nha. Cắt già này mấy tuổi anh Hùng? 9 tuổi. Này nếu mà đi xa mình cắt cỡ 8 tuổi, 8 tuổi rưỡi được
Được. Vẫn lên cơ bình thường ha. Cái cách gõ cho sầu riêng Musakin cho nó vỏ nó mỏng hơn nên bà con chúng ta gõ nó cũng phải nhẹ hơn nha bà con. Chúng ta gõ bụp bụp như Thái là không có nghe được âm thanh đấy. Cây này, cây này. Đây đây, bỏ này kia phụ cho chú đây. Được không chị? Như nghe mùi ở đây, hấp ra nghe mùi ở đây. Cái này chắc được cũng một số anh Hùng, 5-6 trái á. Cái này nhiều. Tùy theo cái bông nó ra sớm. Cốc cốc là chưa. Cái này đi cắt chín tử chứ còn sao cắt tám tử. Dạ. Dạ, số lượng này cũng. Cái đó để họ lấy cái lực. Dạ em. Chưa chưa. Chút nữa. Còn vườn bên kia 4 tấn chưa qua, đang bên vườn bên tấn này nữa không? Cẩn thận sao đít nha. Xíu à, né né không? Chết rồi. Anh chạy anh rút nhà em đi cho ai rút. Ở dưới xuồng nó có cái phòng. Áo quên có cái điểm không? Có cái dán. Có dán. Mình kiếm mấy cái vào lót đi rồi bắt đầu mình chắc ra luôn. Cái xuồng mình chắc ra. Thôi. Hai vỏ nó đủ rồi, khỏi hai chất gì chưa á. Đủ rồi. Chất ra hồi chất lại nữa đó anh ơi. Tại vì còn cân nữa. Thấy có ký ghê không anh Hùng? Để mấy trái nặng ghê luôn. Này bà con thấy nhỏ nhỏ, bà con biết nó nặng ký đó, không phải vừa đâu nha bà con. Rồi, chắc là cũng dài rồi hết nghe. Dạ, Hoàng Anh chắc xin phép được kết thúc video về các cái cách gõ và nghe cái âm thanh của sầu riêng Musakin ở đây. Đây là vườn sầu riêng Musakin ở Tiền Giang. Thì nãy vừa quanh cũng có test thử cơm rồi, ăn cũng ok nha bà con nhé. Thì để bà con chúng ta thể tự tin hơn đối với việc trồng sầu riêng Musakin thì đây cũng là một cái khu vườn để bà con chúng ta tham khảo học hỏi. Và đồng thời thì bà con cũng thấy là quanh cùng với anh Hùng cũng chia sẻ rất là rõ cái âm thanh bỗng trầm khi mà chúng ta gõ cái trái sầu riêng Musakin như thế nào. Nó khác với sầu riêng Thái Berry tại vì thằng độ vỏ của thằng này nó mỏng hơn so với hàng kia. Thì chúng ta sẽ có cái âm thanh trầm bỗng và cái lực gõ để tạo ra âm thanh nó khác nhau. Nên bà con chúng ta cần phải lưu ý việc đó giùm Hoàng Anh nha. Còn bây giờ thì chắc là Hoàng Anh xin phép được kết thúc video ở đây. Và cái cổ thứ hai thì Hoàng Anh sẽ cắt trong tầm khoảng 7 ngày tới 10 ngày quay trở lại. Thì nếu bà con chúng ta quan tâm thì và quan tâm về hành trình này thì bà con chúng ta có thể đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm để cùng với Hoàng Anh tìm hiểu nhiều hơn nữa về sầu riêng Musakin nha. Một lần nữa cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.